Chào tất cả các bạn nha. Thì bữa nay công việc của mình làm vườn là đi cây vườn lắp đất cái đường ống cái mình gắn mấy bữa trước nè các bạn. Giờ mình sẽ quay cho các bạn xem mình lắp đất cái đường ống cái tưới vườn nha các bạn. Đây là cái đường ống mình gắn nè các bạn. Cái đường ống này mình gắn là 3-4 ngày trước rồi, lá cây giờ nó rụng xuống nó phủ cái đường ống luôn nè các bạn ơi. Các bạn thấy không? Cái bờ rất là dài luôn, cái ống rất là dài luôn, nhìn thấy là thăm thẳm chiều trôi luôn nha các bạn. Giờ mình gắn hoàn thành thì mình chỉ cần mình phủ đất xuống nha các bạn, phủ đất mình lắp lại cái đường ống để không thôi là trời nắng nó, ống nó mau hư lắm luôn các bạn ơi. Rồi mình đào nè, mình đào mình trúng mấy rễ mít nè, mình phải đào xuyên qua lọn dưới luôn nè các bạn, rất là khó khăn luôn nha các bạn. Tại vì nếu mà các bạn chặt mấy rễ mít này đi á, thì cây mít mình nó sẽ mất sức, nó không có nuôi trái được. Cây này nó đang mang trái các bạn thấy không, mình phải chừa mấy rễ này, rễ bự này lại. Nếu mà cái rễ bự này mình chặt bỏ thì cây mít của mình nó trái của mình nó sẽ bị đẹp, mình sẽ móc lòn qua luôn các bạn ơi. Nhìn cái bờ dài hết sức không, nhìn thấy thăm thẳm chiều trôi luôn các bạn, quá dài luôn. Giờ thì mình sẽ đi lấy cái len mình sẽ lắp đất lại luôn các bạn ơi. Cái này thì mình dùng dao cũng được, mình lắp cũng được nữa, cái rất là dễ luôn. Các bạn ơi cùng lắp đất cái đường ống với mình nha. Lắp là rất là nhanh luôn đó các bạn, đất cái này mình đùa xuống à, đùa xuống cái mình lấy giò mình đạp lên nha các bạn, cho nó dẻ lại là cái ống nó sẽ bít nó mất tiêu luôn nha các bạn ơi. Lắp thì nhanh lắm đó các bạn, nhưng mà đường ống nó dài á, thời gian nó cũng có thời gian lâu nữa. Các bạn lấy giò đạp này được rồi, cho nó dẻ lại.
Nãy giờ thì mình lắp cũng được nửa đoạn rồi các bạn. Đây còn nửa đoạn nữa nè, mình lắp nó giờ tới đây nè, còn một khúc nữa thì mình mới hoàn thành cái đường ống mình lắp nha các bạn. Nãy giờ mình đạp riết cái giò mình này dính một lớp đất luôn nè các bạn, cái đôi dép nè đạp riết nó dính cái nè, một lớp đất dở lên không nổi, giống như là mang giày nha các bạn, muốn xuất ra luôn rồi nè. Quá trời, nãy trời mưa các bạn, đất sình nó ướt á, mình đạp nó dính, dính dữ lắm luôn á. Rồi video tới đây mình xin kết thúc nha các bạn. Đang mình làm cho nó rồi cái đoạn này lắp cho nó xong luôn. Hẹn các bạn những video mới nha.